Đó là những món quà dành cho các cầu thủ ghi bàn. Lời chào đầu tiên đến từ Thắng 12. Trong trận đấu này thì Thắng 12 cũng là Chí Kiên đang là người đang đứng trước bóng. Dứt điểm. Và dứt điểm rất căng. Và đó là anh Tú. Ở trận đấu này thì Thắng 3 đang nhận được sự cổ vũ rất nồng nhiệt của không chỉ những khán giả, mà họ đang nhận được một liều doping mà chắc chắn rất nhiều những đội bóng khác đang thầm mong muốn. Này, họ vẫn đang chơi một thứ bóng đá một cách đầy hào sảng, một lối tấn công đến miệt mài. Nhưng đội bóng mà họ đang đối mặt không phải là một đội bóng rất dễ chơi. Thắng 12 đang khiến cho những tình huống lên bóng của Thắng 3 gặp những bên Thắng 3 đang là những người kiểm soát bóng nhiều hơn. Và họ cũng có nhiều cơ hội. Một công! Một công cho các cầu thủ Thắng 3. Điểm nổ đã được tạo ra bởi số 34 Vũ Sơn. Một tình huống chạm bóng rất nhanh. Và 500 đầu tiên của ông bầu Tuấn Vương đã thuộc về cầu thủ mang áo số 34 này. Là không còn có nhiều. Quang Vũ. Tình huống trao bóng của Quang Vũ đánh đầu. Và đánh đầu không trúng tâm bóng. Và sự có mặt vừa rồi của Tuấn Linh đã khiến cho anh đã khiến cho tình huống lên bóng của Thắng 12 bị cắt đứt. Bắt vô lề. Nguy hiểm. Vũng bật cao đánh đầu của Si Sắn. Chúng ta cũng thấy rằng thể hình của Thắng 12 bị dẫn trước và bây giờ họ đang là những người phải rượt đuổi. Dứt điểm từ xa. Tình huống dứt điểm từ xa của Ngọc Bình. Và dứt điểm mang đến yếu tố có một nguy cơ rất nguy hiểm. Tập trung vào. Thắng 12 cũng cần phải chắt chiu những cơ hội của mình hơn. Và làm giả. Không có lỗi. Lên bóng cho Thắng 3. Và vào bóng rất sát nhưng bóng vẫn còn. Không vào. Một tình huống mà thật sự là không nhiều người nghĩ rằng. Tuấn Linh có thể bỏ lỡ. Trước vòng cấm của cả Thắng 3 lẫn Thắng 12 đang khiến cho trận đấu này nóng hơn bao giờ hết. Thắng 12 sẽ có cơ hội để gỡ bàn. Và người đang đứng trước bóng là Chí Kiên, cùng sự góp mặt của anh Tú nữa. Anh Tú. Và dứt điểm rất căng. Nhưng ở pha tiếp ứng bóng vừa rồi thì đồng đội của anh lại không thể khiến cho trái bóng đi đúng theo trước khu vực vòng cấm của Thắng 12. Rất nhanh. Lên bóng cho Thắng 12. Những tràng vỗ tay đã đến đối với Mạnh Trung. Ở một tình huống mà anh xoay sở quá tốt. Một tình huống đá phạt góc. Tình huống phạt góc đá đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai đây. Và dứt điểm trúng vào vị trí của thủ thành bên phía Thắng 3. Thành Đông cũng đang. Tốc độ của chân bóng đang đẩy lên rất nhanh. Dứt điểm. Pha dứt điểm vừa rồi là pha dứt điểm thứ tư từ đầu trận đến bây giờ của Vũ Sơn. Nhưng đáng tiếc thì một tung vào sân. Chạy chắn bóng tốt anh Tú. We are ball! Cuối cùng thì những cố gắng của Thắng 12 cũng giúp cho có bàn gỡ rất hay trong tình huống phối hợp ghi bàn vừa rồi. Và quay chạm cho thấy một tình huống thả bóng
đúng chất của sân 7. Và một bóng áo cam đã di chuyển đúng vào khe giữa. Một tích tắc. Thắng Mea đang rất khẩn trương. Đây sẽ là cơ hội rất nguy hiểm ở pha dứt điểm vừa rồi. Và lại là Mạnh Trung. Từ khi được tung vào sân thì Mạnh Trung đang là Văn Thông. Và chờ bóng của Văn Thông đánh đầu. 2-1 cho Thắng Ba. 2-1 cho Thắng Ba. Và theo sự quan sát của chúng tôi thì bóng đã đi qua vạch vôi. Bóng đã đi qua vạch vôi của khung thành Thắng 12 trong tình huống bóng vừa rồi. Chính xác là như vậy. Dồn toàn lực lên tấn công. Anh Tú. Đây là Văn Mỹ. Và có người không thành công của Văn Mỹ. Bóng rất là bấm. Đây là cú. 2-0. Những phút cuối cùng. Những phút cuối cùng thì bàn thắng đã đến đối với Thắng 12. Một tình huống bóng lấp bập và rất nhanh, các cầu thủ của Thắng 12 đã chớp được thời cơ. Cầm vang là để vang dậy và thật sự thể lực của các cầu thủ không còn sung mãn và nó không còn được duy trì một cách tối đa như ở những phút thi đấu đầu trận nữa. Không có lỗi. Một tình huống kẹp bóng. Và như vậy tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Một trận đấu có quá nhiều những kịch tính, những cảm xúc. Và thật sự một trận hòa là xứng đáng cho cả hai bên. Và Thắng 12 là người, là những người không thể không hài lòng hơn với những kết quả vừa rồi. Và đến đây thì buổi truyền hình trực tiếp của VFTV xin được khép lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn ở những trận đấu tiếp theo trên sóng của VFTV.